Rồi, xin chào các anh chị bạn đã quay lại kênh mình ha. Nay mình có vài món thôi. Đầu tiên là mình sẽ làm pin này cho anh chị bạn coi. Mình hướng dẫn được pin này thì mình đã bán được số lượng một số cặp rồi, nên là khoảng 10 bộ rồi, 10 viên. Thì mình sẽ hướng dẫn anh chị các bạn sạc. Cái mặt báo pin này mình có thể lấy riêng ra ngoài mình xài, nhưng mà các bạn xài cho máy 18V nha các bạn. 18V 2.5 nè. Cái bán để một số anh chị thắc mắc là không biết chế sạc, thì mình mua cái sạc adapter Trung Quốc 18V đây ha, cái nắp pin đây, bạn chú ý cái nắp pin nhỉ, opio như thế này đúng không, mình gắn đâu đó đúng ha. Thì cái chân cộng ở đây ha, thấy không, nó ghi cái gì đây cả đó, mình bạn lấy tải ra xài lấy cộng trừ ha, cộng trừ là hai chân bìa hết nè, nó có ba chân và hai chân bìa. À, bạn tải ra xài bạn lấy chân, những cái chân này là nó không có ra điện không đó, hai chân bất kỳ chỉ hai chân bìa ra điện thôi ha. Quan bán á, mình nói trước phần này để anh chị các bạn về làm không đúng nó hư nữa, bạn mua 200 mấy ngàn cục mà làm không đúng nó hư. Rồi mình đo điện cho bạn coi là 18V mấy nha, là nó lên khoảng 2 đèn báo pin, nó có cục 2 đèn cục 3 đèn vậy, các bạn sạc lên hết. Rồi khi mình chế sạc ha, mình các bạn có thể sạc trực tiếp vô hai chân cộng trừ luôn, đúng cực nha, nhớ đúng. Còn trên cái rắc sạc á, là cái chân giữa là cộng nha các bạn. Thường các bạn đọc trên cái cục adapter nè, nó hay ghi nè các bạn, thấy nào để ý không? Chân giữa nè, nó vẽ ra là cộng nè. Đó, thì mình làm cho đúng để ngược cực. Đó là ở trong đó là cộng á, còn ở ngoài này là trừ nè, đó, nó vẽ đây. Thì cục này nó không đúng của nó, cục sạc cho pin 18 này nó phải là 21V. Và các bạn cắm vô cái đồng hồ điện tử nha, các bạn đo ra nó phải là 21V nha các bạn. Còn nó cao hơn thì cũng không có tốt nha. Nó thấp hơn thì nó sạc không được, không được no. Rồi đây mình sẽ lấy nguồn mình sạc ở ngoài cho các bạn coi. Đây mình sẽ làm cộng trừ mình sạc nè. Mình bật cái nguồn của mình lên khoảng 20V thôi. Tại vì pin đang 18V mấy thì 20V nó sẽ sạc các bạn. Nào, và khi mình hàng sạc vô mình hàng đây các bạn thấy không? Các bạn nhìn kỹ nha, mình làm nha, để các bạn làm sai nó hư chứ không nhớ đó. Đây ha. Rồi một cái chân trừ mình sẽ kẹp vô đây. Rồi các bạn nhìn nè. Cái đồng hồ nó sẽ lên điện nè. Mình là dẹp này. Đây ha. Để mình là sắp xếp lại. Những cái mặt pin mà nó có chân sạc riêng á, là các bạn được lợi cái gì? Sẽ bảo vệ cục pin mình qua hai lớp á. Một lớp là cục sạc nó ngắt đúng áp là một lớp. Thứ hai là cái mạch này nó bảo vệ là một lớp. À, vậy thôi, mình chỉ nói sơ sơ vậy thôi, các bạn thấy nó đang lên không? Đó là sạc đúng rồi đó ha. Còn các bạn adapter bạn cắm trực tiếp vô đây mới làm ngược cực, hoặc là nó hư cái này, hai là nó nổ cục sạc liền nha. Đây mình sạc có dòng nè, các bạn coi nè ha. Đó, 19 con mấy nè. Nhưng 1 mai ha. Cái nào ra cái đó rõ ràng. Rồi các bạn đang lên nha. Rồi nó bạn thấy tăng từ từ không? Ở 21V thì sạc nhớ nha, cộng trừ mình làm mẫu hết cho các bạn coi, đó bạn coi cho kỹ đi, làm sai là độ pin DC là không thể nào sai được các bạn. Sai là phải trả giá thôi. Đó, mình xài mình lấy hai chân bìa ra xài, sạc chân cộng ở đây, chân trừ ở đây ha. Còn trên cái vỏ nó ghi cái gì đó, nó ghi nhiều khi Trung Quốc ha. Cái này pin Samsung thì tốt thiệt đó, nhưng mà nó đặt ở gia công ở cái vỏ đồ Trung Quốc. Thì các bạn nên nhớ là Trung Quốc nó ghi nhiều lúc không đúng đâu. Cái máy nhiều khi nó ghi lừa mình, cái máy là cái chân cộng mà nó ghi là cái chân trừ đó, mình về mình xới rớ mình cắm ngược là nó hư thôi. Pin là báo tốt nha. Thì nó có ba chân, hai chân bìa vừa, hai chân bìa là cộng trừ xài. Đây là sạc thì các bạn lấy hai chân kế nhau nè. Đây là chân trừ, đây là chân cộng. Ok, rồi tới mình bán
là cái nồi cơm nữa bạn, giới thiệu cái nồi cơm nữa, mấy nay nồi cơm ế quá. Nồi Natonan cũng cổ nha, nhưng mà còn đẹp, son rất là dày nha, son này dày gấp đôi những cái son thường luôn á. À, bạn nhìn cái thành đó nè, mình bán đồ mình muốn các bạn xài đúng nha, mặc dù để các bạn chế nhưng mà muốn các bạn xài đúng chứ không phải mua về rồi các bạn làm hư nó rất là phí. Son cái bề dày 4 ly inox, inox ở trong này lớp xi cũng còn khá đẹp mà, thì nó cũ cái 5 tháng thôi. Cái này Natonan thì nó ít tróc, nó có trầy đó, nhưng mà các bạn xài các bạn rửa các bạn đừng lấy bùi nhùi cước là nó lâu lắm, lâu quá lâu tróc lắm. Này đẹp nè, trong cũng đẹp luôn. Ron này mình tháo đây, lật cái này ra là ron mềm nè, đang ngồi tốt. Trong này trắng đẹp. Cái nồi này nó là bị phủ, nó làm cứng, nó cứng chắc, nó bằng nặng gấp đôi mấy cái nồi đời mới mới giờ. Mình gắn mình đưa cái đầu này vô trước nè, đưa cái mặt này vô trước ha, rồi mình này vô xong. Thì những cái nồi này cái nó cần công suất khoảng 1500W để xài các bạn, nồi lít đó nè, mình nói gì tiếng Việt à nè, là nấu nè, nó chạy quạt liền ha, nó nấu cơm nó vậy thôi. Cái nồi cơm này mình bán giá là 850 bao ship nha các bạn. Đó, 850k bao ship. Các bạn nào mà muốn mua biến thế nấu cái nồi này liên hệ mình luôn, biến thế thì khoảng 400 1500W. Biến thế qua liêu qua, còn bạn ra mua ngoài, các bạn mua nhiều chỗ bạn nó mắc hơn tí, còn ai ở nhà có biến thế thì thôi xài cái này cũng tốt, cũng đẹp. Khổ là nhưng mà Nhật làm, mà quan trọng là nó sản xuất bao lâu rồi không biết, nhưng mà nó ít xài thì nó tuổi thọ nó còn cao mà, phải có đồ Nhật mà. Mình xài một cái ở nhà nay là 7 năm rồi mà chưa xi nhê gì hết. 850 bao ship nha các bạn. Cái đó là cơm á, là cơm phụ thôi. Anh em nào quan tâm thì alo mình làm cơm. Ở đây đầu tiên mã số 1 của ngày hôm nay là 26 nè, tháng 10 nè, 170.000 ổ cắm. Ổ cắm Nhật 3 mét nha. Khóa luôn, mình cắm vô nè, chui dẹp mình cắm vô. Mình xoay qua không có rút ra được. À, chống tuột á, quay lại mới rút ra được 1 2 3 4. 170.000. Bao ship có luôn dây nha. Thường cái này nó đứt dây các bạn khó đấu lắm, như dít nó hơi khó mở thôi. Dít hình hình ba cạnh nè, mình lấy chế mài dít dẹp mình mở. Mã số 1 170.000 bao ship. À, mình bán với hình thức chuyển khoản nha, các bạn vui lòng chuyển khoản cho mình. Giá trên đây là mình bao ship rồi đây. Cái thứ hai là một mỏ lết hiệu top rồi. Đẹp. Cái miệng nó đẹp. Giá là 250 bao ship nha. À, mỏ lết mã 300. Số này. Thường hàng top nó chất lượng. Giá 250. 300 là mở rộng được 30 mấy á, 435 gì đó. Các bạn dặn được cái đồ lớn lớn. À, số 2 250, mã số 3 một cái dao xếp cán gỗ hả các bạn. Lưỡi thì cũng không có rổ gì nha, đen đen thôi, mình về thép đen mà mình về mài lại. Đó, có chữ đầy đủ. Với một cái kéo tỉa lá. Tỉa lá thôi, tỉa lá trong bonsai á. Tỉa lá thôi chứ không phải là kéo tỉa cành dạng kia của Banco nha. Banco này là hãng của Thụy Điển. À, cặp này mình bán 220 bao ship mã số 3. Hôm nay mình bán con số đồ mình sẽ hạ sát giá nha, các bạn nào thích con nào thì đặt hàng alo nhắn mình, nhắn tin mình đặt hàng nha. Alo nhiều lúc mình đi mình không có nghe máy được. Nó thì món nào mà bán rồi mình cập nhật trước tiêu đề nha các bạn, mình nhắc cho các bạn để các bạn khỏi phiền lòng đó mà. Nhiều lúc mà các bạn đặt mà mình không có phản hồi kịp á. Còn món nào mình đã ok, trả lời ok các bạn chuyển khoản là mình gửi hàng thôi. Đây cặp mỏ lết này, mỏ lết nhỏ hơn 250. Hàng top luôn.
cũng còn khá mới á. 250 thì nhỏ, cây này nhiều đó bạn, là nhỏ hơn nhiều không. Đó, cặp này mình bán 250. Cái chìa khóa này nó không có vô hệ của mình nha, 5/10 5/8 mà lực thì 23 kg cm lực nha, bạn nào biết thì phù hợp với xài xài. Thì cái này nó